Hello, được coi Nhật Bản, chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên cước câu cho mọi người nha. Hàng em bán ra là chưa bao gồm phí ship là 30.000 trên một đơn hàng nha, ship toàn quốc. Rồi đơn hàng đầu năm thì em sẽ tặng cho anh em lưỡi nha, lưỡi câu này. Lưỡi này là thích hợp về cho anh em tải cá cỡ 3 kg đổ lại là cực kỳ đã luôn. Đây, lưỡi này nó hai ngạnh này, anh em nhìn kỹ này. Đấy, hai cái ngạnh này, nó giữ cá, giữ màu cực kỳ tốt nha. Lưỡi là lưỡi carbon này. Đấy, cực kỳ đẹp. Nó thẻo sẵn độ dài từ 3 mét đấy. Em sẽ tặng cho một mẫu đơn hàng là 3 vĩ thế này nha, cái này 1 vĩ, 2 vĩ, mỗi vĩ là 5 lưỡi. Đấy. Lưỡi carbon này, đấy. Thẻo sẵn luôn, chỉ về việc cọc cọc một câu thôi nha. Câu biển, câu nước ngọt gì rất là ok luôn. Rồi. Đầu tiên mã số 1 là em giới thiệu cho anh em mà dòng flow carbon. Dòng này thì chuyên về cho anh em câu cá nhỏ nha. Đây, mã cá nhỏ này. Là nhiều anh em hỏi rất là nhiều đây. Loại này là loại của thằng đây, loại này là của thằng Fishing Line này. Fishing Line dòng này là dòng Classic này, loại này là 0.6, sức tải là 4,4 kg, là 0.12, và dòng này là flow carbon tàng hình dưới nước và tuyệt đối không bao giờ bị xoắn, anh em thấy không? Dây này. Dây này thì em bán cực kỳ lâu trong cái kênh của em rồi nè, anh em biết. Đấy, dòng này là tuyệt đối không xoắn, anh em câu cực kỳ đỉnh luôn. Rồi, loại này là 0.6. 0.6 nha. Đấy, loại này sẽ loại cùng này là sale tặng anh em là 200k. 200k tặng cho anh em thêm một cuộn là 1.5. Kèm theo cho anh em là cũng là dòng Fishing Line đây, cũng dòng này cũng là Fishing Line nhưng mà dòng này là dòng Super, còn dòng này là dòng Classic Boat này. Đấy, hai dòng này đấy đều là tàng hình dưới nước và tuyệt đối không bao giờ bị sắn. Loại này là 0.6 này, 1.5, và tặng cho anh em thêm một cuộn là 1.0, size 1.0 nữa đấy. Đó là tặng thêm á, bình thường là hai cuộn này sale cho anh em là 200k nha, tặng cho anh em thêm một cuộn 1.0 nữa đó. Đây, cũng dòng nó luôn, cũng của Fishing Line 1.0, là 0.16, độ dài là 100 m, flow carbon 100%. Rồi, combo anh em 3 cục này và 3 bộ lưỡi câu. Giá vẫn chỉ có 200k nha. Đấy, khai xung đầu năm cho anh em chơi. 3 bộ anh em mới cầm tay là 2 bộ này. Đây, 3 bộ đây. Giá vẫn chỉ 200k mã số 1 nha. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2. Tập mã số 2 nha. Mã số 2 cũng là dòng cước tím nhưng mà dành cho anh em nào mà thích câu cước nhỏ. Dòng cước nhỏ thì có loại 0.8 nữa nè. 0.8 này. 0.8 1.0 này, đấy. 0.8 ở à, này 8.0 rồi. 0.8 nữa rồi. 0.8 1.0. Đây. Loại này là 0.8 nè. Đây. Loại này là 0.8, loại này là 1.0 này, hai cuộn này nè, để anh em câu sức tải là 6,7 kg này, là 0.16 này, loại này là 0.14, độ dài là 200 m nha, hai cuộn này là 400 m, dây flow carbon này, anh em nhìn sợi dây này. Dây này là mềm mịn và tuyệt đối không giờ bị xoắn nha mọi người. Mềm mịn và tuyệt đối không giờ giật, dây là cực kỳ dai luôn. Đấy, nên là anh em câu là càng thẳng cực kỳ đỉnh. Rồi, hai cuộn này. Hai cuộn này sẽ anh em giá là 400k. 400k sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn trục. Một cuộn trục Shimano này, độ dài cuộn này tới 250 m nha. Cuộn này là độ dài tới 250 m, là 0.22, là tương đương dây số 2 về làm trục nha. Hai cuộn này là về làm thẻo này. Đấy. Hai cuộn này. Cuộn này là dây màu trắng này. Đấy. Dòng này là màu tím nhưng mà nó xuống nước nó tàng hình dưới nước này, mọi người khỏi sợ nha. Khỏi sợ nhá cá. Rồi. Tặng thêm cho anh em một cuộn loại 1.2 à. 0.8 1.0. Tặng cho anh em thêm một cuộn 1.5 đi. Đấy, dòng cũng đây, dòng này là dòng của thằng Fishing Line này. 1.5 này, 0.20, dây màu trắng này. Rồi, combo anh em 400k nha, 400k hai cuộn này, thêm cuộn này, tặng thêm một cuộn này nữa nha, lì xì tết cho mọi người nha, với lại 3 bộ lưới. Mã số 2. Rồi, tiếp tục mã số 3. Mã số 3 tiếp tục là dòng flow carbon cước tím. Thì anh em biết rồi, dòng này thì đây, em sẽ lên, hôm nay em ưu tiên lên loại màu tím cho mọi người nha. Tại vì dòng này anh em câu rất là nhiều. Tàng hình dưới nước thích hợp cho anh em về cẩu cá tra nè. Loại này là sức tải là 21 kg, độ dài là 200 m, flow carbon. Dòng này cũng tàng hình dưới nước và tuyệt đối không giờ bị sắn nè. Anh em nhìn sợi dây là anh em biết rồi, cái độ mượt của nó là anh em biết rồi. Đấy, cuộn này là rồi, sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn 8.0. Đấy, tặng cho anh em thêm một cuộn 8.0. Đó là flow carbon 8.0 nha, màu trắng nha. Độ dài là 100 m. Để em coi nó ở đâu rồi. Đấy.
Đây, sẽ tặng cho anh em một cuộn cũng dòng của nó luôn nha, cũng về cuộn của thằng Fishy Line, loại này là 8.0, độ dài là 100 mét rồi. Hai cuộn này là giá là bao nhiêu? Hai cuộn cuộn này 200k, tặng thêm một cuộn này và tặng cho anh em thêm một cuộn là số 6 nữa nha. Hàng bên em là hàng chưa qua sử dụng luôn nha mọi người. Đấy. À, số 6 nữa nè, độ dài là 100 mét nè, đấy. Rồi combo anh em ba cuộn này, mã số 3 bao nhiêu? 200k luôn, mã số 3. 200k. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 là gì đây? Rồi. Mã số 4 tiếp tục là dòng cước tim đây qua. Đây, một dòng cước tim đây qua này, loại này là dành cho anh em cậu cá tra nha, hoặc là anh em câu đáy biển, loại này là 0.70 nè. Đấy, loại này là chuyên về cho anh em đánh biển này. Đấy, nên anh em đại cậu cá tra thoải mái. Dòng tim đây qua là một trong những dòng cước cực kỳ cao cấp rồi. Sức tải là 40 kg, là 80 lb nha, độ dài là 80 mét trên một cuộn, là cuộn 1 2 3 4 5 cuộn, 5 cuộn này nha. Đấy, mua 4 cuộn tặng một cuộn luôn. Là tổng chiều dài cuộn này là 45 300 mét à. Đấy. 300 mét nha. 1 2 3 4 5. Đấy. Rồi, nguyên 5 cuộn này sale cho anh em giá bao nhiêu? 300k nha. 300k lóc này nha. Đấy. Đấy, mua 4 tặng 1 cho mọi người. Mã số 4. Tiếp tục mã số 5. Là 0.70, 0.70 là tương đương với cước số anh em câu tra gọi là số 7, còn câu bình thường là cước số 14 á. Rồi tiếp tục mã số 5. Mã số 5 tiếp tục là dòng cước Shimano này, loại này là 0.22, độ dài là 250 m, độ dài là 250 m nha. Cuộn này là bao nhiêu nữa? Cuộn này là 0.22 nữa nè. Hai cuộn này là 0.22. Đấy, cuộn này là bán cuộn tặng thêm một cuộn nha. Thì sẽ thấy cho mọi người 0.22, độ dài là 250 m, dòng này Shimano này sử dụng bằng công nghệ UV này, là công nghệ UV này giúp cước chống bầu mồ cực kỳ tốt. Dòng này là cước máy carbon nha. Đấy, dây cực kỳ thẳng luôn. Đấy, cộng này thì đây, hàng chưa qua sử dụng rồi. Hai cuộn này sale anh em giá là mua một tặng một, giá bao nhiêu? 300k. Đấy. Tổng là 500 m nha, dây này. Rồi, khoảng tặng cho anh em thêm 3 bộ lưỡi nha. 3 bộ lưỡi đây. Hồi nãy em có giới thiệu đầu video 3 cái như thế này. Rồi, mã số 5. 300k. Tiếp tục mã số 6. Rồi, tiếp tục mã số 6. Rồi, số 6 dành cho anh em nào chơi chơi cước cước trắng, flow carbon trắng nha. Đấy, anh em nào mà đây, loại này là 4.0 này, sức tải là 12 kg, độ dài là 100 m, flow carbon này. Dòng này tàng hình dưới nước này, không sụt sắn này. Loại này là 2.0 này. Loại này là 2.0, sức tải 8.5 kg, độ dài là 100 m này, 2 cùng 2 chưa qua sử dụng nha mọi người. Đấy. 4.0, 2.0, 2.5. Đấy, loại này là 2.5 này, sức tải 9.3 kg, 0.226 này rồi. Dây màu trắng nha, hàng chưa qua sử dụng hết. Rồi, loại này là 3.0 nữa nè. Đấy, ba cuộn này nha, 300k sale cho anh em, thì sale cho anh em thêm một cuộn này là 3.0, sức tải 9.9 kg, độ dài 100 m nữa nè. Đấy. Rồi, combo anh em ba cuộn này. Đây, dây cước đây. Đây. Đây, đấy. Cho anh em nha. Đấy, loại này thì hàng chưa qua sử dụng hết. Rồi, combo anh em 4 cuộn 3 cặn 1, giá bao nhiêu? Giá chỉ có 300k thôi. Đấy. Là size đầu tiên là size số 4 nè, size số 2 này 2.5 và số 3 nha. Mã số 6 300k. Bán tặng cho mấy bộ lửa nha. Tiếp tục mã số 7. Rồi, mã số 7 thì có gì đây? Mã số 7 thì em có dòng PE siêu bầy, một trong những dòng bò à. Rồi, PE đi. Rồi, PE loại này là 0.37 nè, 0.37, sức tải là 50 lb, là tương đương cước số 5. Loại này 50 lb là tương đương sức tải là 25 kg. Đấy, dây này thì về anh em câu biển, câu dây này dây chuyên biển kháng mặn nha. Dây này chuyên biển kháng mặn cực kỳ tốt nè, anh em câu nước ngọt cực kỳ đỉnh luôn. Rồi, cuộn này 300 m nha, sale anh em giá là bao nhiêu? 300k thôi. 300k nha. Dây này là dây PE siêu bầy nè. Dòng này là dòng đầu rồng cấu đá này, chuyên về cho anh em đánh biển kháng mặn cực kỳ tốt luôn. Rồi, mã số 7. Giá cuộn này bao nhiêu? 300k. Rồi. 300k mã số 7. Tiếp tục mã số số 8. Rồi, số 8 thì cũng có dòng flow carbon, dòng PE, loại này là kia loại dòng siêu bền luôn, loại này cũng 7 màu. Đấy, loại này là size là 1.5 này, độ dài là 200 m, 500 m. Loại này là loại 8 này. Dây này thì đây,
dây 7 màu nha, dòng này thì chuyên kháng mặn nên anh em câu thì đấy, chuyên biển nha, kháng mặn cực kỳ tốt luôn. Sức tải con này là cực kỳ chuẩn luôn, 20 là B là sức tải con này là 10 kg nha, con này tải chuẩn 10 kg cho mọi người nên em mọi người có thể về đánh cá lóc được cực kỳ đỉnh luôn. Dây siêu bền mã số 8, cuộn này 500 XL, anh em giá là 400k. Đấy, đấy của thằng Fishing Line luôn nha. Dây đây, dây chưa qua sử dụng, PE mã số 8, giá là 400k 500 m. Tiếp tục mã số 9. Đây, mã số 9 là em có dòng flow carbon nè, đấy. Dòng flow carbon, dòng này là 4.0 là sức tải là 12 kg, độ dài là 500 m. 4.0 là 0.32, sức tải 12 kg nè, anh em nhìn sợi dây nè, đấy. Công là xay tàng hình dưới nước và tuyệt đối không giờ bị xoắn, anh em nhìn sợi dây là anh em biết rồi. Dây là không xoắn nha. Đấy. Đây, em lấy ra cho mọi người coi nè. Dây là không bị xoắn, lúc nào nó cũng thẳng, khi mình càng câu nó càng thẳng nè. Khi mình lấy dây ra nó tàng hình này, bình thường á anh em có gì cước ở nhà anh em chỉ cần vuốt thế này nè, nó là nó rối bù lên rồi, nó xích với nhau, nhưng mà dây này nó hay không? Đấy, chỉ cần rì nhẹ ra là nó thẳng lại. Khi mọi người càng câu cá càng kẹt rì á là nó sẽ thẳng lại, không bị xoắn như lò xo nha. Đấy. Dòng này là tàng hình dưới nước và tuyệt đối không bao giờ bị xoắn, dòng flow carbon nha. Dòng này là sự kết hợp giữa cước PE, nói chung là chất tổng hợp Super Fishing Line đấy. Dòng này là 4.0 này, sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn là 6.0 về anh em làm trọc nha. Cuộn này là 500 m, xem anh em giá là bao nhiêu. Rồi, để anh em giá là 400k, tặng thêm anh em lì xì đầu năm cho anh em thêm một cuộn là 6.0 nữa nè. Đây, 6.0 này, 6.0 này, độ dài là 100 m, sức tải là 17 kg. Dòng này cũng của dòng của nó luôn, nhưng mà dòng này cước màu trắng nè, màu trắng nè. Còn dòng này là cước màu đây, ba màu nha, ba màu nè, hai màu nhé, hai ba màu vậy đó. Đấy. Hai dòng tàng hình dưới nước và không xoắn, mã số 9, giá bao nhiêu? Giá chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 10 nè. Mã số 10 tiếp tục là dây PE dành chuyên cho anh em về cẩu tra hoặc đánh biển. 80 là B là 40 kg nè, 0.48, anh em câu tra 40 kg kéo lên ào ào luôn nha, kéo cực kỳ khỏe luôn. Đấy, dòng này thì 40 cá biển á, nó tại vì dòng này nó chuyên biển kháng mặn nên là nước ngọt thì cỡ tầm 60 kg vẫn kéo được nha. Đấy, nên anh em cứ về cứ đánh thử là anh em đáng đồng tiền bắt gạo mình bỏ ra luôn. Đấy, dây siêu bền chuyên biển. Đấy, lỗi 8, đấy dòng này đây. Dây siêu bền, anh em nhìn sợi dây là anh em biết rồi, cực kỳ bền bỉ rồi. Cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Giá chỉ có 300k thôi, mã số 10, 300k, độ dài là 300 m, 8.0 là tương đương, nó chỉ 0.48, nhỏ hơn dây cước nha mọi người. Mã số 10, giá 300k. Tiếp tục mã số 11. Rồi, 11 tiếp tục là cước PE nè, loại này là 300 m nè, 4.0 là loại này là 40 là B nha. 40 là B, tụng này là sức tải là 20 kg nè, độ dài là 300 m, tương đương với 0.32 thôi, là 4.0 300 m đây. Dây là dây siêu bền nha, chuyên kháng mặn, kháng biển, nói chung là chống mặn. Nên anh em câu là cực kỳ sướng luôn. Rồi, cuộn này để cho anh em xem, anh em giá là 300k. 300 m, 4.0, 300 m nha. Sức tải là 40 là B. Rồi, mã 11 này là size là 4.0 nha. 4.0, độ dài là 300 m rồi. Xe anh em cùng này giá là 300k, mã 11. Tiếp tục mã số 12. Rồi, 12 thì em cũng có PE siêu bền nè, loại này là 3.0 nha, độ dài là sức tải là 30 là B, 30 là B là sức tải tương đương 15 kg nha. Đây, dòng này là dòng siêu bền chuyên cho mọi người đánh biển nha. Đánh biển cẩu tra, những trong dòng này anh em về lure lóc đánh hạng nặng cực kỳ đã luôn. Chạy ra rất là mịn mượt luôn rồi. Cuộn này là 300 m. 3.0, 30 là B rồi. Cuộc này để cho anh em mã 12, giá cũng chỉ có 300k. Tiếp tục mã số 13. 13 tiếp tục là PE. Loại này thì PE, loại này là 6.0 này. Loại này là 6.0, độ dài là 300 m nè. 6.0, độ dài là 300 m nè. Đây, dây đây, dây này là dây siêu bền nha, nâu động khu đá chuyên về ngồi đánh biển này, nó kháng mặn cực kỳ tốt luôn. 300 m, 6.0 là 60 là B, là tương đương với 0.40, độ dài là 300 m. Rồi, cuộn này cũng để cho anh em mã 13, giá là 300k. Đấy, 6.0, 300 m, dây siêu bền, mã số 13. Tiếp tục mã số 14. Rồi, 14 thì em sẽ combo từ nhỏ tới lớn cho mọi người nha. Combo từ nhỏ dây tím cho mọi người đánh. Đấy, combo này. Đây, loại rồi, combo là loại
Rồi, thích hợp về cho anh em làm trục hoặc là làm thẻo đánh kata, đánh đấm đen hoặc là đánh chép lớn nha. Đấy, đây loại này là 6.0 này. Anh về anh em làm trục mà đánh làm trục lưu ri lóc cực kỳ đỉnh luôn. Anh em nhìn sợi dây này cực kỳ mượt nên anh em ra cứ cực kỳ tốt nha. Loại này là 6.0 thì nó chỉ tương đương cả. Rồi, tiếp tục mã số 15 đi. 14 à. Rồi, tiếp tục mã số 14 đi. 14 hay 15? 15 đi. Nó ngay điện thoại. Rồi, em sẽ lên size cước cho mọi người nè. Loại này số nãy đang nói chuyện tới số máy này. Số 5 đúng không? Số 5, số 6 này. Đấy, số 5, số 6 này, loại này là 200 mét nha. Về là vừa làm trục vừa làm thẻo nè anh em, về đánh chép, nó là chuyên về cho mọi người đánh chép nha, cực kỳ nhạy, flow carbon. 5.0 sức tải là 16 kg, 0.37, con này là 6.0 là sức tải là 0.40, sức tải là 17 kg nha. Mấy dây này á, so với những dòng cứ khác thì nó sẽ nhỏ hơn một size nha, một size đến một size rưỡi nha. Đấy, dây rất là nhỏ và mềm mịn nha. Loại này toàn hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị sắn. Rồi, combo anh em hai cuộn này giá bao nhiêu? Hai cuộn này để cho anh em giá hai cuộn. Với là cuộn số 5, số 6, số 8 đi. 5, 6, 8 này. 5, 6, 8. Rồi, combo anh em 3 cuộn này. 3 cuộn này giá là 600k nha. 600k tặng cho anh em thêm một cuộn 3.0 này. Có nè. Thêm em một cuộn flow carbon loại mấy chấm này. Rồi 6 chấm đi. 6.0 này. Rồi 6.0 này, loại này flow carbon 100 mét này, dây màu trắng này. Thêm anh em cuộn này số số 7 này. Số 7 này, dòng này là cước số 7 này, sức tải 10 sao là 0.45 này, đấy, dây màu trắng này. Rồi. Hai này. Rồi. Thêm anh em một cuộn cước em này một cuộn gì nhé. Dây 2 cho mọi người đánh. Rồi. Rồi, thêm một cuộn số 6 nữa này. Thêm một cuộn số 6 độ dài là 100 mét nữa này. Rồi, combo anh em vẫn giá 600k, tặng thêm anh em thêm 3 cuộn nữa, mã số 15. Giá là 600k. Tiếp tục mã số 10. Còn anh em có thể lấy 5 cuộn cước tím hoặc là 6 cuộn cước tím thì có thể báo lại cho em nha. Tiếp tục mã số 17. Rồi, 17 thì em có dòng đây. Em có dòng cước PE này. Đấy, sự kết hợp giữa cước PE giúp dây luôn luôn tốt. Đấy, dòng này là cước PE này, loại này là loại X8 nha. Cước PE X8 loại đây. Đấy, loại này thì loại 7 màu nha. Đấy, loại dây 7 màu này anh em nhìn nè. Đấy. Đấy. 7 màu này, loại này là 20 là B, là độ dài là 3.0, độ dài là 300 m nha. À 100 m nha. Nguyên lốc này là 1000 m, nguyên lốc này là 1000 m này, dây liền với nhau nha. Hàng chưa qua sử dụng luôn, rồi nguyên lốc này để cho anh em giá bao nhiêu? Nguyên lốc này sẽ anh em giá là 400k, còn anh em có thể mua 1 2 3 4 4 cuộn tặng một cuộn, giá chỉ có 200k nha. 4 tặng 1 giá 200k. Còn anh em mua 10 cuộn là được tặng 2 cuộn. Rồi, 1 2 3 400 mét nè. 400 mét là 4 cuộn, tặng thêm một cuộn là 5 cuộn nha. Rồi, giá 200k 5 cuộn, còn anh em nguyên mua nguyên lắp là 400k. Mã số 17. Tiếp tục mã số 18. Rồi, tiếp tục mã số 18, loại này là 0. Nó là 3.0 à. 0.30. Rồi tiếp tục là loại 0.45 này. Cái loại này 0.45 này. À 0.55 này, dành cho anh em cậu trai này, độ dài là 100 mấy này. 0.55 sức tải là bao nhiêu ấy? Sức tải nguyên lốc này là sức tải cuộn này là 22 kg này, là 55, 50 là B này, 1 2 3 4 5 10 cuộn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 cuộn nha. Lốc này là 9 cuộn này, dây liền với nhau là 900 mét. Rồi, nguyên lốc này để cho anh em giá bao nhiêu? Nguyên lốc này để cho anh em sell anh em giá là 350k. Đấy. 0.55 sự kết hợp giữa cước và PE dây 7 màu cực kỳ chắc khỏe luôn, chuyên về cho mọi người đánh biển. Mã số 18. Giá là 350k 9 cuộn, dây liền với nhau. Tiếp tục mã số 19. 19 tiếp tục là dây cước PE này, sự kết hợp giữa cước PE giúp dây luôn luôn chắc, trạng thái tốt nhất. Loại này là 0.40 là 0.45 là độ dài là 7.0 này, sức tải là độ dài là 150 mét. Nguyên lốc này thì dây liền với nhau nha, là 1500 mét này. Đấy, 1500 mét này. 1500 mét, rồi nguyên lốc này để cho anh em giá bao nhiêu?
nguyên lốc này để cho anh em giá là 400k này, 1500m nha, 0.45, sự kết hợp giữa cước VB sub 3x8 đấy, nguyên lốc này. Rồi mã số 19 giá là 400k. Còn anh em mua 4 cuộn tặng 1 cuộn thì giá chỉ có 200k nha. Tiếp tục mã số 20.45 rồi. Rồi có loại 0.35 này. 0.35 độ dài là 150m, là tương đương với cước số 4, sức tải là 26 là B là 11 kg nè. Rồi 1 2 3 4 5, cái này là cước PE nha mọi người. Cước PE giúp cho mọi người câu biển nó kháng mặn cực kỳ tốt, dành cho nó không bị mục á. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng 1 cuộn giá bao nhiêu? Giá chỉ có 200k. Còn nay mua nguyên lốc là 8 cuộn tặng 2 cuộn là chay liền với nhau là 1500m, giá là 400k. Mã số 20. Tiếp tục mã số 26. 21. Tiếp tục mã số 21. 21 là em có dòng P. Đây. Loại này là cước PE này, đấy, dòng là cước PE nha. Sự kết hợp giữa cước PE, anh em nhìn sợi dây đã không? Đấy, dây hàng chưa qua sử dụng luôn nha. Đấy, dòng cước PE này. Loại này là 0.40, độ dài là 150m là 6.0. Rồi nguyên lốc này là độ dài là 1500m. Rồi sale anh em giá bao nhiêu? 1 2 3 4 4 cuộn tặng 1 cuộn. Giá là 200k. Còn anh em mua nguyên, mua 8 cuộn được tặng 2 cuộn là 10 cuộn rồi. Giá bao nhiêu? Giá là 400k. Mã số 21. Tiếp tục mã số 22. Rồi, 22 thì em có dòng đây, cước ni lông. Đây, 22 thì em có dòng cước ni lông này, loại này là 0.40, hàng chưa qua sử dụng nha. Đấy, cuộn này bình thường là 200 mấy ngàn một cuộn nha. Đấy, xe anh em là 0.40 này, độ dài là 150m, 30 là B. Đấy, dòng là dây sub 300 nha, ni lông. Đấy, hàng Nhật Bản chưa qua sử dụng luôn này. Rồi. 0.40 150m, cuộn này là 0.45 là 250m rồi. Mua cuộn này tặng cuộn này luôn rồi. Sale anh em 200k hai cuộn. Là hàng chưa qua sử dụng nha, dây là dây màu xám này. Rồi, mã số 22. 200k. Tiếp tục mã số 23. Rồi, 23 tiếp tục là đây. 23 tiếp tục là loại này là 0.40 này, độ dài là 300m nha, sức tải là 30 là B này, dây là dây màu xám này, hàng chưa qua sử dụng luôn nha. Rồi, loại này là 0.30. 0.40 300m nè. Rồi, cuộn này là 0.37 nè. Đấy, cuộn này là 0.37 nè. Rồi, còn hai cuộn sale này giá cũng 200k luôn, mã số 23. Rồi này là 0.40 300m, rồi này là 0.37 200m là 500m dây nè. Đấy, hàng là dây này dây màu xanh nè, còn dây này dây màu xám xám nè. Rồi. Mã 23 200k. Tiếp tục mã số 24. Rồi, 24 thì em còn dòng cước PE nè. Này số 10 à. Rồi, nguyên lốc này là để đây. Em có dây PE này, dòng IGK này, hàng chưa qua sử dụng này. Dòng này Omizum này, dòng này là cực kỳ tốt luôn, độ dài là 150m. Dây số 4 là 30 kg, thích hợp về cho anh em câu biển cẩu tra này. Đấy, dây cực kỳ mịn nha. Hàng này dây siêu khỏe luôn. Rồi, 30 kg 150m. 30 kg 150m, dây số 4 là tương đương với 0.32. Rồi, cuộn này để cho anh em mã số 24, để cho anh em giá là 300k. Mã 24. Rồi, anh em hôm nay một ít chai nha, mọi người cần loại nào thì cứ báo em nha, em sẽ lay cho mọi người. Còn cước tím thì mọi người có thể set up 5 cuộn từ size nào tới size nào thì báo em sẽ set up cho mọi người nha. Hoặc là anh em có thể đổi size trong thằng tím, các dòng khác, nói chung là cứ dòng nó anh em có thể đổi size được. Rồi, cảm ơn anh em nha.